144. Giới không bạch mà vào chùa tăng. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng học, vì Bồ Tát phải tùy theo căn cơ mà giáo hóa thu nhiếp, có duyên liền đến. Xét theo nghĩa, do việc vào chùa tăng sân giận, sanh phiền não nên Phật chế. Giới này gồm bốn duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, lúc đó trong thành Xá Vệ một cô ni quen biết nhiều người qua đời. Các tỳ kheo ni khác xây tháp cho ni ấy trong chùa tỳ kheo. Các ni luôn đến bên tháp cười nói, hoặc tụng kinh, hoặc khóc lóc, làm động loạn các thầy tỳ kheo đang tọa thiền. Khi ấy, sau khi các ni ra về, trưởng lão Ca Tỳ La liền đập phá tháp ấy, hốt quăng hết bên ngoài chùa tăng. Các ni nghe liền cầm dao, gậy, gạch, đá đến định quăng đánh trưởng lão. Lúc đó, ngài Ca Tỳ La vội dùng thần thông bay lên hư không. Các tỳ kheo ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới, cấm không được vào chùa tăng. Các ni nghi không dám vào chùa không có tỳ kheo. Phật dạy: chùa không có tỳ kheo cho phép vào. Bấy giờ có một số ni không biết chùa có tỳ kheo hay không có tỳ kheo, sau khi vào mới biết là có tỳ kheo. Có vị sám hối tội ba vật đề, có vị khởi nghi. Đức Phật dạy: không biết, không phạm. Quý ni muốn cầu giáo thọ, không biết phải cầu ở đâu. Có việc nghi muốn thưa hỏi, không biết hỏi ai, lại không dám vào chùa. Đức Phật dạy: cho phép thưa bạch, sau đó được vào. Chùa không phải âm của tiếng Ấn Độ, đó là cách gọi của người Trung Hoa, do hai tôn giả Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từ Ấn Độ dùng bạch mã chở kinh sang Lạc Dương. Vua cho ở tạm tại Hồng Lô Tự, sau đó xây chùa đặt tên Bạch Mã, nhưng vẫn y cũ gọi là chùa. Đến nay đã thành định lệ. Ở Ấn Độ gọi chung là Tăng Già Lam, tên riêng là Kỳ Viên, Trúc Lâm, Kê Viên, Linh Sơn, vân vân. Quý ni muốn lễ tháp Phật, tháp các vị thanh văn, Đức Phật dạy: muốn lễ tháp cho vào, còn các việc khác cần phải bạch trước mới được vào, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni biết trong chùa có tỳ kheo không bạch mà vào, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: Tăng Già Lam, Trung Hoa dịch là chúng viên hoặc viên phố, là chỗ để gieo trồng, vì đệ tử Phật gieo trồng mầm đạo để sanh quả thánh. Bạch rồi mới được vào, nghĩa là chỉ trừ khi lễ tháp, còn tất cả đều phải bạch rồi mới được vào. Đến cổng chùa nếu không có tỳ kheo, không được cười nói lớn tiếng hoặc làm kinh động, phải đứng ngoài cửa đợi thầy tỳ kheo ra, chắp tay lễ bái và bạch như thế này: bạch Đại Đức Tăng, con tỳ kheo ni tên, nay chúng con muốn vào chùa cầu xin giáo thọ, cúi mong Đại Đức thông báo hộ chúng con. Thưa một lần. Nếu gặp Sa Di thì gọi là nhân giả, nếu gặp tịnh nhân gọi là trường thọ. Các trường hợp khác tương tự trên thưa bạch rồi đứng đợi gọi mới được vào. Định tội: tướng phạm của giới này là không bạch trước mà đã bước vào cổng, phạm ba vật đề. Một chân trong, một chân tại cổng, phương tiện muốn vào mà không vào, hẹn nhau vào mà không vào, tất cả các trường hợp đó đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: 1. Chùa có tỳ kheo. 2. Không thưa bạch. 3. Hai chân bước vào trong cửa. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là trước đó không biết, hoặc vào chùa không có tỳ kheo, hoặc lễ bái tháp, hoặc có các việc khác đã thưa bạch rồi mới vào, hoặc đến nhận sự chỉ dạy, hoặc vào chùa để thưa hỏi pháp, hoặc được gọi đến, hoặc do trên đường phải đi ngang qua, hoặc ngủ nghỉ lại trong đó, hoặc bị cường lực bắt ép đem đi, hoặc bị cột trói giam giữ bắt đi, hoặc bị mạng nạn phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.